Như rất nhiều người đang trưởng thành khác, tôi cũng phải trải qua muôn vàn đau khổ. Bị bỏ rơi, không có ai chơi, bị đánh tả tơi, hay thậm chí là bị cá lớn xơi. Thế nhưng tôi vẫn sống sót, bởi vì tôi biết mình phải tiếp tục bơi. Bạn hỏi tôi làm sao có thể giữ được sự lạc quan đến thế á? Thế bạn đã thử bị mất trí nhớ chưa? Với mất trí nhớ thì ngoài việc hay quên ra thì bạn sẽ chẳng nhớ cái mẹ gì. Và đấy là lý do bạn chẳng sợ hãi hay là lùi bước trước bất kỳ điều gì. Xin chào, tôi là Dory. À mà nói đến đâu rồi nhỉ? If it wasn't for you, I never would have even made it here. Đó là lời của nhân vật chính Marlin trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trên hành trình tìm kiếm Nemo. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Marlin lần đầu tiên nhìn nhận đúng đắn về vai trò của Dory trong hành trình của mình, rằng không có cô thì Nemo đã có thể đi lạc mãi mãi. Trong một lần cãi vã, cậu bé Nemo vì muốn chứng minh mình có thể bơi tốt nên đã đi xa khỏi vùng an toàn và bị một thợ lặn bắt đi. Trong lúc Marlin đang hoảng loạn vì không kịp đuổi theo con trai, anh gặp gỡ Dory. Không một chút do dự, cô nhận lời dẫn đường cho Marlin và hành trình tìm kiếm Nemo của họ bắt đầu. Trên đường đi, Dory là người truy tìm manh mối, thỏa hiệp với bầy cá mập, tìm cách để băng qua đàn sứa, giao tiếp với cá voi và cuối cùng là đưa Nemo an toàn trở về với Marlin. Xuyên suốt bộ phim, Dory không một phút nghĩ ngợi tới lợi ích của bản thân, thậm chí có những lúc phải đối mặt với cái chết. Sau chừng ấy hiểm nguy, Dory cũng không nhận lại được gì cho mình ngoài sự đón nhận của những người xung quanh. Xong, cô nàng mắc trí nhớ ngắn hạn lại chẳng tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi thường trực bên trong mình. Forget things almost instantly. It runs in my family. Well, I mean, at least I think it does. Where are they? Chính câu hỏi từ lần đầu tiên xuất hiện ấy là động lực để hơn một thập kỷ sau, Finding Dory được ra đời. Phần hậu truyện tập trung vào hành trình trở về với nguồn cội, tìm gặp cha mẹ của Dory với sự đồng hành của cha con Marlin. Lần này, họ tiếp tục vượt qua đại dương để về quê nhà của Dory ở tận vịnh Morro tại California. Ngay khi vừa cập bến, Dory bị con người đưa vào khu vực bảo tồn riêng, còn Marlin và Nemo loay hoay tìm sự trợ giúp để đến được chỗ của Dory. Lúc này, Dory buộc phải xoay sở để tìm đường đến chỗ của cha mẹ mà vẫn đảm bảo an toàn. Cô nhận được sự trợ giúp từ Hank đã bạch tuộc ghét cả thế giới. Từ Destiny, cô bạn đã dạy cho Dory tiếng cá voi cùng rất nhiều sinh vật khác trong khu bảo tồn. Thế nhưng, trong phần lớn thời gian, Dory vẫn phải vật lộn một mình với tật nhớ nhớ quên quên, chặt phá những mảnh ký ức lộn xộn để tìm được manh mối trở về nhà. Hành trình đi tìm gia đình ấy, dẫu không đột phá và thoát ra khỏi những khuôn mẫu có sẵn của điện ảnh, nhưng vẫn là một mảnh ghép cần thiết để hoàn thiện chân dung về Dory. Bức tranh ấy được tô điểm thêm bằng cá tính, tài năng và những phẩm chất của nhân vật, để từ đó cho người xem thêm nhiều chiêm nghiệm về gia đình và xã hội. Người ta vẫn thường ví von việc nuôi dạy một đứa trẻ giống như cách ươm mầm một hạt giống cho đời. Nó sẽ quyết định cái cây ấy sau này sẽ vững chãi hay là mềm yếu, có ích hay là sâu hại. Tư duy ấy được thể hiện trực tiếp trong cả Finding Nemo lẫn Finding Dory. Trong công cuộc trồng người ấy, Dory và Marlin tựa như sự đối lập của xanh dương và màu cam trên bảng màu sắc, với hai tư tưởng trái ngược nhau hoàn toàn cho việc đánh giá và ứng xử với một đứa trẻ. Đó là sự thiếu tin tưởng và bao bọc quá mức của Marlin, điều khiến Nemo luôn cảm thấy mình bị kìm kẹp. Vì một bên vây nhỏ hơn bình thường của con trai, Marlin không bao giờ để Nemo có cơ hội được thử sức bơi xa, khẳng định rằng cậu không sẵn sàng để khám phá thế giới. Chính điều ấy đã trở thành động lực thôi thúc Nemo bước ra khỏi vùng an toàn mà bố đặt ra cho mình, muốn nổi loạn để chứng tỏ bản thân, để rồi dẫn tới hậu quả ở đầu phim. Mặt khác, khi rời khỏi vòng tay bảo vệ của bố, Nemo bất an và hoài nghi về giới hạn của bản thân. Đó là những gì xảy ra trong bể cá. Khi Nemo mắc kẹt, cậu lập tức cầu cứu những người xung quanh, không cố gắng và cho rằng mình không thể tự thoát ra. Ngược lại, đối với Dory và cả chú cá kêu màu xanh dương, Nemo xứng đáng được tin tưởng, xứng đáng có nhiều cơ hội để thử sức và khám phá. I promised him I'd never let anything happen to him. That's a funny thing to promise. Kể từ khi nhận được niềm tin từ những người xung quanh, Nemo trở nên mạnh mẽ, tự tin và gan dạ hơn trước cuộc đời. Đó là sự chuyển biến rõ ràng của Nemo từ phần 1 sang phần 2, khi một cậu bé rụt rè và nghi ngờ bản thân nay không chỉ mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, mà còn biết đứng lên để bênh vực người khác. Cậu sẵn sàng bảo vệ Dory khi nhân vật này bị Marlin giải biểu. Dory gửi gắm niềm tin của mình vào Nemo, để rồi cô cũng nhận lại được thứ tương tự từ cậu bé, cũng là thứ đã khiến chính cha cậu nhận ra sai lầm của mình. Đặt lên bàn cân so sánh như vậy để ta thấy rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ luôn bị ảnh hưởng bởi cách mà những người lớn nhìn nhận cuộc đời. Có đôi khi, quá khứ chính là thứ đã vô tình khiến người ta đặt áp lực lên một đứa trẻ như cách mà nó đã ảnh hưởng tới Marlin và cả Dory.
Đối với Marlin, sự kiện cướp đi cả bạn đời và những đứa con đầu phim chính là thứ đã thay đổi góc nhìn của anh về thế giới rộng lớn ngoài kia, rằng đó là một nơi đói khát, đầy hiểm nguy, đặc biệt là với những sinh vật nhỏ bé như cá hề. Nó khiến anh luôn cẩn trọng, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát và không cho phép bất kỳ sai sót nào được xảy ra. Marlin lo lắng về hậu quả nhiều tới mức mỗi quyết định đều bị chặn lại bởi sự cảnh giác cao độ. Đối với bản thân, Marlin chẳng dám trải nghiệm nhiều thứ, bởi mỗi khi rơi vào rắc rối, anh lại tự hoài nghi chính mình. Và cũng vì thiếu tự tin, anh luôn đề phòng Nemo trong cả những việc bình thường nhất, như là đến trường một mình và tự tin chém gió với bạn bè. Còn đối với Dory, khác với Marlin, cô không có nhiều dữ liệu từ quá khứ nên chẳng thể tính toán được trước hậu quả cho bất kỳ quyết định nào. Cũng bởi vậy, Dory chỉ sống cho những khoảnh khắc của hiện tại, không cảm thấy bất an hay là lo sợ trước đại dương rộng lớn. Cô tin vào những thứ khó tin nhất như việc tin rằng mình biết nói tiếng cá voi, hay là tin rằng Nemo hoàn toàn có thể bơi xa. Cũng bởi một niềm tin mãnh liệt nhưng lại khó lý giải bằng logic thông thường ấy, Dory luôn luôn sẵn sàng để thử những thứ vượt ngoài giới hạn của bản thân. Dory, now listen. There's no way to get out. But there's gotta be a way. There's always a way. Sau này, sự lạc quan của Dory được làm rõ hơn, rằng dù chỉ có một vài mảnh ký ức mờ nhạt, nhưng Dory luôn biết rằng mình được lớn lên trong sự tin tưởng và ủng hộ của cha mẹ. Những màn cứu thua của Dory là dẫn chứng hoàn hảo để Marlin học được cách buông bỏ quá khứ, đồng thời dám đặt niềm tin lên người khác. How do you know? How do you know something bad isn't gonna happen? I don't! Với Marlin, Dory tựa như một bài học thay đổi thế giới quan và châm ngôn sống của cô trở thành con đường để anh trở thành người hùng trong mắt con trai mình. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Keep swimming. Bạn có thắc mắc tại sao Dory, Marlin và Nemo lại được coi là một gia đình, trong khi giữa họ lại chẳng nảy sinh tình cảm đôi lứa và thậm chí còn không cùng giống loài? Câu trả lời có lẽ nằm ở ngoài khuôn khổ của sinh học, vì giống như con người, các nhân vật mà rõ ràng nhất là Dory, họ đều có nhu cầu gắn kết và ước muốn được thuộc về một nơi nào đó. Với Dory, trước khi gắn bó với hành trình của cha con Marlin, phần nào đó trong tiềm thức luôn thúc đẩy cô đi tìm gia đình, dù nhiều khi cô cũng chẳng biết được mình đã đi đâu nữa. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. No one's ever stuck with me for so long before. I remember things better with you. I do. Look. Sau khi kết thúc hành trình tìm Nemo, cha con họ là sợi dây duy nhất để Dory bám vào và lần tìm về quá khứ. Đúng vậy, đó chính là cách truy xuất hay là hồi tưởng thông tin của vùng trí nhớ dài hạn, giống như cách mà bạn trở lại lối vào của trung tâm thương mại với hy vọng tìm được một chỗ mà mình đã đỗ xe. Vì vậy, sau hàng loạt khó khăn, họ đã trở thành một gia đình để có thể nương tựa vào nhau và chấp nhận những thiếu sót của nhau, từ một Nemo nhút nhát, một Marlin thiếu kiên nhẫn hay cả một Dory lầm cầm. Marlin and Nemo are more than good friends. They're family. Trong phần phim đầu tiên, vấn đề về trí nhớ của Dory được dựa trên giả thuyết về trí nhớ ngắn hạn của cá, hay chúng ta vẫn hay gọi vui là não cá đấy. Ở thời điểm Finding Nemo ra mắt vào năm 2003, nhiều bằng chứng khoa học đã dần phủ nhận tính chính xác của giả thuyết ấy. Vì vậy, khi phần phim tiếp theo ra đời, các tác giả đã dần lái hình tượng nhân vật của Dory sang hướng ẩn dụ cho những người bị sa sút trí tuệ, đi sâu vào những khó khăn mà họ đã phải vật lộn trong kể cả những công việc nhỏ nhất, đồng thời là sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Họ khó để có được sự an tâm, tin tưởng từ những người xung quanh, ít khi được giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng. What you can do, Dory? You can go wait over there. Go wait over there and forget. It's what you do best. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên mà Marlin có phản ứng này, khi cậu bé Nemo với một bên vây bị teo nhỏ, cũng từng đối diện với những lời lẽ tương tự ở phần phim đầu tiên. Clearly you're not ready and you're not coming back until you are. You think you can do these things, but you just can't, Nemo. Kể cả khi đã chấp nhận chung sống với những hạn chế, thì Marlin vẫn dễ dàng nổi nóng trước sự chậm chạp của Nemo hay là sự lẩm cẩm của Dory. Hơn ai hết, cả hai nhân vật này đều hiểu rằng những khiếm khuyết của bản thân là vật cản khiến những điều cơ bản nhất trở nên khó khăn gấp bội. Vì thế, trong cả hai phần phim, chúng ta chẳng thấy bóng dáng một nhân vật phản diện thực sự nào. Bởi vì với Dory và Nemo, việc chấp nhận bản thân vượt qua những khiếm khuyết đã là một chiến thắng quá lớn rồi. Tự chấp nhận bản thân đã khó, nên mỗi cơ hội được những người xung quanh đón nhận, họ đều vô cùng trân quý. I suffer from short-term memory loss. Yeah! Khác với thông thường, chứng mất trí nhớ luôn luôn xuất hiện trong lời giới thiệu bản thân của Dory. Như thể nó là thứ đã định nghĩa nên con người cô. Dory muốn làm bạn với bất kỳ ai mà cô gặp. Thế nhưng, lời chào của cô thường đi kèm với một lời xin lỗi hoặc là tông giọng đượm buồn. Vì thế, những gì cô nhận lại được chỉ là những cái lắc đầu, những ánh mắt thương hại hoặc thậm chí là bị ngó lơ hoàn toàn. Dory nỗ lực để hòa nhập nhưng không phải ai cũng chấp nhận điều ấy, bởi nó có thể khiến người ta mất thời gian,
và thực tế là đôi khi Dory cũng gây ra một vài rắc rối. Thế nhưng, cả hai phần phim chưa bao giờ khắc họa nó là lỗi của Dory, rằng cô chưa bao giờ có chủ đích để làm tổn thương người khác. Vì vậy, nếu có những người không đủ kiên nhẫn để làm quen, thì cũng có nhiều người đã hiểu và chấp nhận bản chất tốt bụng của Dory. Vì thế đến cuối phim, chúng ta không còn thấy nét tự ti và có lỗi của Dory nữa, mà thay vào đó là sự độc lập và tự tin. Có một điều thú vị là Dory chỉ kết thúc hành trình khám phá bản thân của mình sau khi cô nhận ra rằng những người xung quanh, những người trông bình thường nhất, ai ai cũng có những khiếm khuyết của riêng mình. Đó là ông Bạch Tuộc Hanh chỉ còn lại 7 cái chân, cô bạn Destiny không thể nhìn gần, hay chẳng có voi trắng tin rằng mình mất khả năng định vị từ xa. Thế giới sinh vật phong phú bao nhiêu thì những khiếm khuyết sinh học lại tồn tại dưới nhiều hình hài bấy nhiêu. Hiểu rằng bản thân không phải là người duy nhất đang vật lộn với những khó khăn, Dory hay chính chúng ta không chỉ có thêm động lực để vượt qua mà còn sẵn sàng mở lòng đón nhận những khác biệt trong xã hội hơn. Và đó là những cảm nhận của chúng mình về Dory, một trong những nhân vật được xây dựng thành công nhất bởi Pixar. Bạn có đồng cảm với những chia sẻ vừa rồi hay không? Và nếu muốn chúng mình tiếp tục phân tích nhân vật nào, đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại và chúc các bạn xem phim vui vẻ. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.